Đi về. Trời đất ơi, con mấy cái ha. Đi về, đi lẹ lên. Ôi má ơi, con tự về được chứ má nắm lỗ tai gì ai không nhịn chứ. Sợ gì? Tao mà không đưa mày về nhà hả? Tối ngày mày đi làm thám tử dạo, lang thang ngoài đường á, người ta chửi tao kìa. Tụi mày nhịn gì? Về đi. Má, mẹ thấy người ta cười quá trời. Dù gì con bây giờ cũng là người của công chúng rồi, má phải giữ thể diện cho con chứ. Người gì là người, cũng là con của má. Tối ngày mày thám tử dạo, rồi mày đi chơi game dạo, không biết đường mà về nhà nữa. Chứ còn nói má nghe bây giờ, con đi làm thám tử á, thì má cũng chửi. Xong ở nhà chơi game thì má kêu là làm ảnh hưởng mạng, đường truyền gì, má không nói chuyện với cờ rớt ở nước ngoài được. Ôi má khó quá thiệt luôn á. Thì cờ rớt của tao ở nước ngoài nó xa lắm, đường mạng truyền thì nó yếu, mà mày còn xía vô chuyện game nữa, ảnh hưởng đến tao dữ lắm đó. Thôi đi về, đi về. Trời ơi má, đau, má làm như con tội phạm chứ. Mày làm tao lo hơn cả tội phạm đó. Đi, đi về lẹ lên. Đi. Rồi. Rồi, cô cứ yên tâm nha. Bên kỹ thuật sẽ xuống kiểm tra cho cô. Nếu được thì lắp ngày mai cũng được ạ. Các chú cố gắng làm sớm tôi nha. Dạ, tụi con chào cô. Rồi, cảm ơn hai chú nha. Mình phải báo liền cho cờ rớt mới được. Má! Ê, trời đất, cái thằng này. Mày tính thay điện thoại cho má hả? Ừ, thay gì đâu. Má có cờ rớt nước ngoài, thiếu gì tiền. Ba điện thoại nhầm nhò gì. Nhầm nhò cái gì? Má mới đăng ký nắp wifi đây này. Cái gì băng mà thông rộng lắm đó. Ôi sao má nói chuyện nghe thấy ghê quá à. Người ta là lắp đặt wifi cáp quang băng thông rộng. Trời ơi, thì từ ngữ chuyên môn của người ta làm sao má biết. Ủa sao bữa đó má nói là không lắp được mà. Thì giờ lắp được rồi đó, đóng tiền đi. Ủa kỳ vậy, má lắp đặt, má nói chuyện với cờ rớt nước ngoài của má, sao con đóng tiền? Thế bây giờ mày có chơi game không? Ờ thì cũng có chút chút. Thế giờ tao nói chuyện cờ rớt làm gì? Thì tìm kiếm tình yêu đích thực. Trời ơi, cái tuổi này còn yêu đương cái gì? Chủ yếu là tao đưa mày ra nước ngoài mày lấy vợ. Ở đây á, chẳng có ma nào nó lấy mày hết á. Má nói vậy, mất quan điểm sống của con. Con là con độc thân, chứ không có ế. Không ế, không biết gì hết á. Tao không biết, mày đóng tiền đi. Không nói nhiều. Ừ. Đâu ra kiểu này trời. Đúng là không nên cho người lớn tuổi tiếp xúc với mạng xã hội. Ông kiểm tra đủ chưa đó? Ông cứ yên tâm, bao nhiêu năm trong nghề gì, ăn tiền của thiên hạ không dễ đâu, nên phải cẩn thận chứ. Ủa hai anh lắp wifi à? Ờ, chú có nhu cầu à? Không, nhà em lắp rồi. Lắp rồi qua đây chi trả. À, thì em hỏi cho biết á, như lại tại trong xóm này đang có nhiều người á, nhiều nhà người ta có nhu cầu. À, hôm trước bọn anh có đi khảo sát rồi, đang chuẩn bị đi lắp cho mọi người đấy. À này, chú thấy nhà ai có nhu cầu thì kêu anh nhá. Thế em có được hoa hồng không? Ừ. Tất nhiên là có rồi, vậy cũng hỏi nữa. Ai biết thì hỏi cho biết. Thôi, đi lẹ đi ông ơi. Có được không chú? Cô đợi một xíu nha cô, con lắp cái này nữa là ok rồi ạ. Thôi, cô cứ để bạn lắp đi. Con mời cô ra đây ký hợp đồng với nộp tiền luôn. Rồi. Ký vào đây. Ủa, nhà mình có khách hả má? Ủa? Hai anh lắp mạng nhà em rồi hả? Ơi, tưởng ai? Vậy là mấy đứa quen nhau hả? Dạ, đâu quen đâu cô. Có quen, mới quen quán cà phê anh Kỳ. Ồ, anh xong chưa anh? Sắp xong. Ồ, anh nhanh nè, tại sắp tới cái giờ em lên em live stream, em nói chuyện, chơi game với fan em. Chú chờ xíu. Ủa mà sao cái cục này không có dây ạ? À? Không, cái này không có dây mà. Anh nói sao nha, chứ em theo em được biết là lắp mà cáp quang băng thông rộng gì đó là phải có dây á nha. Có dây chứ.
lắp cái cục này trước, sau đó ra ngoài kéo dây sau. À, trời ơi, đúng rồi, lắp trên đó đó. Ừ, trên cao sóng nó mới mạnh. Ông này làm gì chị, làm mạng không biết chứ, ngưng ngưng. Đúng rồi, đấy đó, đấy đó, đấy đó. Ấy da, kiên cắn, kiên cắn. Đào siêu hết. Ok, ok, ok. Ông lắp trên đấy cho mưa nó hỏng ướt hết à? Thằng này nói thế mà ông nghe à? Ờ hả? Em không biết ta. Trời, trời, xuống đi, xuống, xuống đi, xuống đi. Xuống đi. Bây giờ về đi. Nếu mà lắp trên đó mưa quá thì thôi hai anh đi theo em, mình đi vòng cái nhà em đi. Chỗ nào mà mình lắp được hợp lý thì mình lắp. À, thôi cũng được, đi. Mệt quá. Để xíu có điện thoại kìa. Alo. Gọi ra liền, nhà đang lắp mạng nè. Gọi gọi gọi, biết rồi. Bây giờ đợi hai anh lâu quá mà em phải chạy ra kia em live stream cho fan em coi rồi. Không mấy bây giờ hai anh tự hỏi mẹ em muốn lắp chỗ nào lắp đi. Lắp đại đâu đi. Đúng nha chú. Công nhận á, nó cứ chạy phà chú á. Cảm ơn hai chú nha. À, cô cứ yên tâm xài. Nếu có trục trặc gì á, cứ điện lên tổng đài, tụi con sẽ điều kỹ thuật xuống sửa chữa cho mình. Vậy hả? Thôi, tụi con xin phép. Chú về đi. Hên thế, xíu nữa thằng kia nó về nó phát hiện ra rồi. Thôi, đi đại đi chứ, nó về là toàn thiệt đó. Hành vi phạm pháp của các người đã bị tôi phát hiện rồi. Nè, bằng chứng gì mà bắt tụi tôi vậy? Bằng chứng hả? Má ơi! Ê! Trời đất ơi! Nè, hai chú ơi! Hai chú vừa đi xong á, mạng nó nhớ hai chú nó cũng đi theo luôn á. Má bị hai thằng này lừa rồi. Cục này mới là cục phát wifi nè. Hả? Ê, trời đất ơi! Giờ là hai thằng này là hai thằng lừa đảo á hả? Bây giờ mời mấy anh theo tôi lên phường. Có cuộc wifi mới này á, mình vô mình nói chuyện tiếp với Crush. Vinh, đứng lại. Dạ má. Đi đâu vậy? Con đi làm một số công việc của con thôi má. Tao thấy mày đi lông bông hoài à. À mà này, mày làm cái chương trình anh thám tử á, tao thấy mày cũng có tiền mà. Mà tao thấy mày không có đồng xu các bạc nào vậy? Hay là công ty không trả tiền? Đâu, công ty có trả chứ má, nhưng hơi ít thôi. Nói chung thì cũng đủ sống. Với lại con làm gì đam mê mà má. Mày mài cái đam mê nhà mang á. Ngồi đây tao nói chuyện nè. Ngồi xuống. Gì vậy? Ai giật ngược? Ai giật ngược bà? Rảnh không? Có khách kêu 10 hộp cơm mà bây giờ không ai rảnh làm hết trơn á. Tao chuyện đăng đê giao giùm đi. Đó. Có tiền không chị ba? Tất nhiên có rồi, có qua có lại chứ. Có tiền là được. Bây giờ chị ba trả anh ta làm sao? Trả em y như vậy để em chứng minh cho người má em biết là cái gì em cũng làm được. Chị ba, cứ để cho nó giao cho đi. Tiền bạc làm gì? Hàng xóm láng giềng với nhau mà tiền với bạc. Cái nào qua cái đó chứ má. Mệt quá. Có. Bây giờ mày giao cơm cho tao, tao sẽ trả phí đàng hoàng. Xong mày nhớ lấy tiền lại chứ về tay không là tới số với tao à. Đợi xíu tao qua liền. Alo anh ơi. Trời trời, ra lấy cơm giùm em nhanh đi, nắng quá anh ơi. Cơm gì mà đặt dùm sâu làm sao á. Nhanh nha. Ơi, mày làm gì mày hối dữ vậy? Trời ơi, thì nắng, anh làm sao biết cực khổ như em. Nhiêu? Em giỡn. Ồ. Ê, thôi tiền cha.
Ủa mà nhà nó đây à? Em nói nghe, sau này mà anh muốn ăn cơm á, anh cứ gọi em. Bao nhiêu phần cũng được, em giao hết cái xóm này luôn. Khách hàng giờ không lịch sự chứ trời. Mọi người ngồi ăn uống trong im lặng nhá. Đấy, cái địa bàn ở đây sao mày? Cho ăn xong đi rồi tính tiếp. Cứ đi theo bản đồ, qua đến biên giới là xong rồi. Anh ơi, có chỗ nào đi không? Chứ em mắc quá. Kiếm đại cái bụi nào đi đi em. Đi nhanh đi nhá, 15 phút nữa là xuất phát rồi đấy. Thằng này nó đi lâu quá ta. Coi chừng nó bị bắt rồi hả? Thôi, té lẹ đi. Vâng. Mọi người lên xe đi. Ủa, đường không đi được hả anh trai? À, ở trước đang có công trình thi công rồi, chịu khó thông cảm. Bây giờ chạy ra ngoài này nè, ông ngoài phải em đi thẳng hồi là tới quốc lộ à. Cảm ơn anh nha. Sao đi hoài không thấy cái đường cái ta? Không thấy cái đường cái đâu luôn đây này. Ông làm tài xế không biết đường à? Tao là tài xế, bắt cái dĩ của mày thôi, mày nói lằng nhằng gì nữa. Xuống hết đi. Bây giờ phải đi bộ men theo đường mòn, di chuyển bằng xe không an toàn nữa rồi. Rồi sao? Tôi bỏ tiền ra đi xe về chứ không phải bỏ tiền ra đi bộ đâu. Bây giờ muốn bị bắt không? Công an đi! Dừng lại! Không đuổi nữa. Giờ mày muốn gì? Giờ tao mà có muốn gì thì mày cũng bị bắt. Mày nghĩ đơn giản đấy à? Ta chỉ có một là sống, hai là chết. Mày ngon. Mày có coi Diệp Vấn không? Chú rút. Tao tưởng thế nào? Hành vi phạm pháp của mày đã bị tao phát hiện rồi. Và tôi là Vinh Trần, hãy theo dõi tôi sẽ giúp các bạn tránh xa những nguy hiểm.
mỹ đẹp quà trong 30 năm buôn ba có mấy cái chuyện dâm ba thị phi. Tham ô tụi mày bán hàng thu mua tiền nóng tiền chi. Đến tay tao là tao sẽ không buông tha và máu ở trong tuôn ra. Nếu như mày không thiện chí nên mày trốn ở đâu thì tao cũng bắt được mày, tại vì tao mang cái danh thám tử truyền kỳ. Trong cấp lừa đảo ma túy ở nó chơi luôn ngoài đường, khi bị bắt hỏi tại sao lại kỳ. Khi đêm hôm năm ba thằng dân la rằng trộm chó kẻ anh bắt nó lại đi. Công việc của thám tử đi đêm đi ngày cày không ngại chí, có khi phải đối mặt với vũ khí tính toán không kỹ là đời này mày đi đâu sao. Kể cho mà nghe phán tưởng dễ kể đâu.